Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất, mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, bản tin mới nhất gây chấn động của chúng tôi ngày hôm nay xoay quanh cảnh tượng hàng triệu đàn cá mặt quỷ sở hữu vẻ ngoài xấu xí và khá đáng sợ. Bởi lúc nhúc gây lạnh gáy, ngỡ chỉ xuất hiện trong phim kinh dị mà có thật ở hồ chứa nước thủy điện Tam Hiệp, được biết đến là con đập đầy tai ương khổng lồ của Trung Quốc. Những đàn cá lạ xuất hiện sau khi một trận động đất mạnh làm rung chuyển nền móng của đập Tam Hiệp, khiến cho nhiều người dân đại lục lo sợ đây là điểm báo chết chóc được gửi đi từ địa ngục. Theo nguồn tin tổng hợp từ đại lục cho biết, vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm qua, một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter sâu 12 mét xảy ra ở huyện Joji, châu tự trị Nawa, tỉnh Tứ Xuyên, ở 34,1 độ vĩ Bắc, 102,68 độ Kinh Đông, đã làm rung chuyển toàn bộ con đập Tam Hiệp, khiến cho nền móng của con đập trở nên mềm yếu. Thân đập thì tiếp tục xuất hiện những vết nứt lớn, mới và sâu. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh con đập Tam Hiệp đang trải qua những đợt mưa lũ nghiêm trọng vẫn không ngừng đổ về, khiến cho con đập này luôn trong tình trạng no nước trực chờ bục vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng một sự việc kỳ lạ đã xảy ra khiến ai nấy đều kinh ngạc. Trong bối cảnh dư chấn trận động đất vẫn kéo dài, thì đến 15 giờ chiều cùng ngày, hàng triệu con cá to không biết từ đâu ập tới, tập trung ở bên con đập và quẫy đạp lên nhau há hốc miệng rồi xé tỏa những vật gì rơi xuống hoặc đang trôi qua. Cảnh tượng tình cờ được 5 nhân viên phụ trách giám sát việc xả nước lũ từ đập Tam Hiệp ghi lại bằng điện thoại di động và không phải ai cũng có thể chứng kiến cảnh tượng có 102 này. Ông Chen Liu, một trong số những người chứng kiến chia sẻ lại, dưới đáy con đập Tam Hiệp dường như có một cái hố địa ngục khổng lồ và đàn cá cứ vậy trồi lên từng đàn đông đúc lên mặt hồ. Hình dạng của chúng khiến anh vô cùng sợ hãi khi chúng có gương mặt vô cùng xấu xí với hàm răng sắc nhọn giống như một sinh vật ngoài hành tinh. Với chiều dài khoảng 35cm đến 55cm, anh cho biết, nhìn chúng vô cùng đói và hung dữ, nó không khác gì những con thủy quái đáng sợ. Bên cạnh đó, chúng lúc nhúc chen chúc, quậy đạp lên nhau. Nhiều người cho rằng do việc đánh bắt cá và khai thác thủy sản trên con sông Dương Tử một cách bừa bãi và không được kiểm soát đã khiến cho lượng lớn tôm, cá trên sông này không còn dồi dào. Nên sự xuất hiện của một đội quân cá mặt quỷ hùng hậu làm cho nhiều người vô cùng sửng sốt. Nhiều người cho rằng đây không phải là loài cá bình thường mà những con cá quỷ từ dưới đáy địa ngục trồi lên mang theo những điểm báo xấu. Thông tin này lan truyền đã khiến cho nhiều người vô cùng sợ hãi vì lo sợ chúng xuất hiện mang theo một điểm báo ghê rợn từ địa ngục hoặc là cảnh báo rằng con đập Tam Hiệp của Trung Quốc sắp bị vỡ. Theo đó, anh Chen cho biết thêm, những đàn cá hung hăng này không ngừng di chuyển về phía mép đập. Nhiều cảnh tượng những đàn cá này đang hợp sức để xô đổ con đập Tam Hiệp. Theo đó, có nhiều con đã dùng những hàm răng sắc nhọn để phá những mảng bê tông của thân đập. Một vài chỗ trên thân đập dễ bị chúng chảy xước. Anh và những người khác chứng kiến vô cùng lo lắng và hoang mang vì lo sợ những đàn cá có thể gây hại cho con đập Tam Hiệp. Ngay lập tức, anh đã gọi báo lên cấp trên xin chỉ thị. Cảnh tượng ấy ngỡ chỉ có trong phim, nhưng sự thật là nó thật sự tồn tại trên trái đất này. Sau khi chứng kiến những thước phim chân thực, sống động được đăng tải lên mạng, cảnh đàn cá quậy đạp điên cuồng được một số người mô tả là xấu xí và đáng sợ. Nếu bạn ném một đứa trẻ vào đó, chúng sẽ ăn thịt nó mất thôi. Một người đã thốt lên thể hiện sự kinh ngạc về số lượng cá khủng khiếp ở đập tràn này. Cá nhiều đến nỗi ngay sau khi hình ảnh về đàn cá đông đảo sống trong con đập này được đăng tải lên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, hồ chứa nước Tam Hiệp đã ngay lập tức thu hút rất đông người dân đến đây chứng kiến. Bên cạnh những người sợ hãi, cũng có không ít người tỏ ra thích thú trước cảnh hàng triệu con cá chen chúc nhau nơi rìa đập tràn với cái miệng lúc nào cũng há rộng ngửa lên trời. Để tránh lượng người đổ xô về con đập gây mất trật tự hoặc nguy hại đến con đập Tam Hiệp, hoặc là câu chuyện sẽ được thêu dệt mê tín dị đoan, chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã xua đuổi những đám đông và ngăn cấm không cho ai tiến đến gần chụp hình quay phim, đồng thời thông báo trên các trang mạng truyền thông nước này rằng đây chỉ là cá trình, chúng túm tụm lại phía góc đập quậy nước, đập cả lên nhau chỉ để tranh ăn vì chúng quá đói mà thôi. Hiện vẫn không có bất cứ thông tin gì về việc chính quyền nước này sẽ xử lý như thế nào đối với những đàn cá mặt quỷ kỳ dị này.
Thưa quý vị, quay lại trận động đất ở thượng nguồn đập Tam Hiệp, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã liên tiếp đưa ra những cảnh báo mưa bão nghiêm trọng, hồ chứa nước địa phương và đập Tam Hiệp phải tự bảo vệ bằng cách xả lũ, khiến toàn bộ thành phố Nghi Xương, Hạ Lưu và Phượng Hoàng cổ trấn bị ngập lụt. Lũ đã tràn vào cửa sông Tiền Đường, địa phương đã phải đưa ra cảnh báo cấp 4 trong tình trạng mưa vẫn không dừng. Trùng Khánh cũng đưa ra thông báo nước có thể làm ngập đến 4 tầng nhà, sạt lở đất đá trên núi, nhấn chìm đường cao tốc, toàn bộ bờ sông Dương Tử chìm trong nỗi lo sợ lũ lụt. Mưa to liên tục đã khiến vấn đề an toàn đập Tam Hiệp đang được theo dõi sát sao, nỗi lo vỡ đập ngày càng tăng. Một số chuyên gia thủy lợi đã từng cảnh báo rằng một trong những nguy cơ gây vỡ đập Tam Hiệp là sự xuất hiện của động đất và sạt lở núi ở thượng nguồn. Và điều các chuyên gia lo lắng nhất đã xảy ra cùng với diện tích bị thảm họa mưa lớn liên tiếp mở rộng. Vào ngày hôm nay, Tân Hoa xã cuối cùng đã thừa nhận do ảnh hưởng mưa lũ, lượng nước chảy vào đập Tam Hiệp đã bắt đầu tăng từ chiều ngày hôm qua. Vào lúc 14 giờ chiều ngày hôm qua, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp là 43.000 mét khối mỗi giây, cao gấp đôi so với 14 giờ ngày hôm trước. Để ứng phó với lượng nước dồn về này, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán sông Trường Giang yêu cầu điều chỉnh lưu lượng nước xả tại đập Tam Hiệp tăng lên 55.000 mét khối mỗi giây mỗi ngày. Vào lúc 8 giờ tối qua, 34 tổ máy tại trạm phát điện Tam Hiệp mở toàn bộ, tổng sản lượng đạt 20 triệu kW, gần đạt đến trạng thái phát điện đến hết công suất. Đây là lần đầu tiên đập Tam Hiệp xả lũ trong năm nay. Báo cáo còn chỉ ra hiện tại mưa lớn ở Đông Bộ, Thượng Lưu, Trường Giang, vùng Tây Bắc đến Đông Nam ở khu vực Trung và Hạ Lưu sông Trường Giang vẫn đang tiếp diễn. Dự báo từ ngày hôm nay đến hết tháng 10, ở các nhánh của Thượng Lưu sông Trường Giang có mưa vừa đến mưa lớn, khu vực cục bộ có mưa rất lớn. Đến ngày hôm qua, lưu lượng thượng lưu sông Gia Lăng, thượng lưu sông Hán Giang có mưa lớn, một số khu vực cục bộ có mưa rất lớn. Do đó, tuần đầu tháng 10, đập nước Tam Hiệp có thể hứng chịu đợt lũ mới. Còn trước đó, trang mạng của Tân Hoa xã cũng đưa tin Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia và Ban Chỉ huy Phòng chống hạn hán Trường Giang điều hành tập đoàn Tam Hiệp đã truyền đạt chỉ lệnh yêu cầu 4 trạm thủy điện Tam Hiệp đập Các Châu, đập Khê Lạc Độ và Hương Gia Bá. Tổng cộng 82 tổ máy lần đầu tiên trong năm nay sẽ vận hành toàn bộ, trong đó chỉ lệnh nhấn mạnh đập Tam Hiệp cần xả lũ khẩn cấp xuống đập Các Châu để giảm áp lực cho các đập lớn Tam Hiệp. Tuy nhiên, nhật báo Đông Phương đưa tin Tam Hiệp phát điện thực tế là xả lũ khẩn cấp để phòng ngừa xuất hiện nguy cơ tràn đập. Bài viết nói nước lũ đập Tam Hiệp đã vượt qua giới hạn cảnh báo 2m. Để giảm thấp rủi ro, chính quyền mới hạ lệnh 4 trạm thủy điện chính trên sông Trường Giang vận hành, đồng thời cũng để cho hàng ngàn đập nước ở Trung Hạ Lưu xả lũ khẩn cấp. Điều này dường như không ăn khớp với kết nối của chính quyền. Đáng lưu ý, vừa qua trên trang mạng lan truyền một văn kiện có dấu đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cho thấy chính quyền vì muốn bảo vệ con đập nên đã yêu cầu bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ toàn lực xả lũ. Văn kiện lan truyền trên Twitter của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho thấy chính quyền yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Tam Hiệp Trường Giang Trung Quốc bắt đầu từ 20 giờ ngày hôm qua đã xả nước trong đập Tam Hiệp trực tiếp với lưu lượng gần 51 triệu mét khối mỗi giây. Từ 8 giờ ngày hôm nay, lưu lượng nước Tam Hiệp sẽ được xả ở mức gần 55 triệu mét khối mỗi giây. Dưới văn kiện này ghi rõ Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc công bố thời gian là vào 4 giờ chiều ngày hôm qua, đồng thời kèm theo dấu đỏ chuyên dụng phát hiện cơ yếu của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi. Học giả kinh tế Mắt Lạnh đăng video trên Twitter nói rằng Tam Hiệp đập Các Châu xả lũ, mực nước Trường Giang tăng mạnh, đổ thẳng xuống Nghi Xương thành thảm họa. Bước tiếp theo là đổ xuống Vũ Hán, đợi đến lúc chìm trong nước rồi mới phản kháng, liệu đã có muộn, người ở Trung và Hạ Lưu sông Trường Giang đều nên tỉnh táo. Đến ngày hôm nay, Trung Quốc có tổng cộng 26 tỉnh thành chịu thảm họa lũ lụt, số người chịu ảnh hưởng lên đến 15,74 triệu lượt người, số người tử vong và mất tích là 81 người, hơn 10.000 căn nhà bị sập đổ, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 29,8 tỷ nhân dân tệ. Nhưng do thông tin của chính quyền Trung Quốc không minh bạch nên tình hình tử vong thực tế vẫn sẽ chờ kiểm chứng. Kính thưa quý vị, Trung Quốc xây dựng đập Tam Hiệp vì tính cuồng ngạo nước lớn, để giờ đây Bắc Kinh đang phải trả giá đắt. Mưa lũ lớn liên tục xảy ra tại Trung Quốc thời gian qua đã khiến đập Tam Hiệp đứng trước nguy cơ bị vỡ. Câu hỏi về sự an toàn và tác dụng của con đập lớn nhất thế giới lại một lần nữa được đặt ra. Người ta cho rằng vì cuồng ngạo, Bắc Kinh đã quyết làm đập Tam Hiệp bất chấp cảnh báo về hậu quả và họ đang phải trả giá vì điều này. Epoch Times cho hay các nhà khoa học cũng đã cảnh báo về lỗ hổng cấu trúc của con đập Tam Hiệp ngay từ khi nó mới
được đề xuất, được xây dựng vào những năm 50 của thế kỷ trước. Mặc dù vậy, Bắc Kinh vẫn cho thực hiện dự án vì tin rằng nó sẽ đem lại lợi ích kinh tế và hình ảnh sự vĩ đại của họ khi những cơn mưa xối xả quét vào nhiều tỉnh ở Trung Quốc. Một chuyên gia thủy văn cảnh báo rằng đập Tam Hiệp có thể bị vỡ trước áp lực nước gia tăng, đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân sống gần con đập. Lũ lụt lan rộng đã ảnh hưởng đến 11,2 triệu người tại 26 tỉnh và thành phố của Trung Quốc ở khắp miền Trung và miền Nam nước này. Kể từ khi mưa lớn bắt đầu xuất hiện vào đầu tháng 6, hơn 9.300 ngôi nhà đã bị phá hủy và hơn 171.000 ngôi nhà bị hư hại. Thiệt hại tài chính đã vượt quá 24,1 tỷ nhân dân tệ. Theo con số thống kê của chính quyền địa phương, nếu đập Tam Hiệp không thể chống chọi thì hạ lưu sông Dương Tử, nơi có dân cư đông đúc, sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng. Một cư dân tên Lưu ở quận Xin Trang, phía tây nam thành phố Trùng Khánh cho biết trong một cuộc phỏng vấn, Tam Hiệp được xây dựng với mục tiêu điều hòa dòng chảy của sông Dương Tử và tạo ra năng lượng sạch. Tuy nhiên, theo Epoch Times, dự án khổng lồ trị giá 180 tỷ nhân dân tệ đã bị ảnh hưởng bởi tham nhũng và cái giá phải trả cho việc tàn phá môi trường. Việc di dời hơn 1 triệu người để lấy mặt bằng phục vụ dự án Tam Hiệp cũng đã khiến cho dân tỉnh mắc bệnh. Dù cho Tam Hiệp có thể đóng vai trò ngăn chặn lũ lụt trong tình hình hiện tại hay không, hay chính quyền đã lừa dối người dân về tác dụng của con đập ngay từ đầu, thì câu trả lời cũng khá rõ trong suốt những năm qua. Ông Wang Weilu, một nhà thủy văn học Trung Quốc đang cư trú ở Đức, nói với Epoch Times, sông Dương Tử chảy qua 11 tỉnh và khu vực miền Trung, miền Tây Trung Quốc bao gồm Tây Tạng, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Thượng Hải. Ông Wang cho biết, nhiều khu vực thuộc lưu vực sông Dương Tử nằm thấp hơn mặt nước của con đập, vì thế sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp trong tình huống xấu xảy ra. Và hôm qua, Phan Xiao, một kỹ sư cao cấp của Cục Khai thác Tài nguyên Khoáng sản Tứ Xuyên, nói với Epoch Times rằng cấp trên quán triệt cho ông rằng không được trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài về đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, ông Wang đã viết nhiều báo cáo về các vấn đề xung quanh đập Tam Hiệp. Trong một bài báo vào năm 2004, ông viết về vấn đề an toàn hồ chứa của đập, đề cập tới tình huống động đất và sạt lở. Trong một bài viết khác vào năm 2016, ông đã đặt câu hỏi về khả năng giảm thiểu lũ lụt của đập sau khi lưu ý về cái giá phải trả cho việc phá hủy môi trường sống để xây đập. Ông Wang cho biết có mâu thuẫn lớn giữa đầu phía trên và đầu phía dưới con đập Tam Hiệp. Phía trên Tam Hiệp muốn xả nước thì có mưa lớn, trong khi đó phía dưới không thể đối phó được trong trường hợp có thêm nước lũ. Tam Hiệp chịu sức ép từ cả hai đầu. Ông Wang nói, hiện tại hồ nước của con đập này đang giữ mực nước thấp hơn chuẩn AN, đảm bảo an toàn cho nó. Các báo cáo về đập Tam Hiệp trên các phương tiện truyền thông của Trung Quốc trong những năm qua cho thấy xu hướng giảm dần niềm tin về tính an toàn cũng như tác dụng của con đập. Năm 2003, một bài viết trên Tân Hoa Xã nói rằng đập Tam Hiệp có thể chịu đựng được các trận lụt 10.000 năm. Nhưng vào năm 2007, con số này đã giảm xuống còn 1.000 năm và sau đó là 100 năm vào 2008. Vào năm 2011, MC của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc trích dẫn tài liệu Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang, nơi giám sát trực tiếp dòng sông Dương Tử, nói rằng người dân không thể đặt hết hy vọng vào đập Tam Hiệp. Tính toàn vẹn về cấu trúc của con đập đã gây ra cuộc tranh luận rộng rãi vào năm ngoái, sau khi hình ảnh vệ tinh cho thấy đập Tam Hiệp rõ ràng đã bị cong, làm dấy lên lo ngại rằng nó có thể bị vỡ, mặc dù công ty điều hành đập Tam Hiệp bác bỏ những lo ngại trên bằng cách chỉ ra những điểm không chính xác tiềm ẩn trong hình ảnh vệ tinh của Google. Nhưng sau đó, họ thừa nhận trong một bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội rằng con đập đã dịch chuyển 1,05 inch so với trước. Tuy nhiên, trấn an người dân rằng sự dịch chuyển này nằm trong biên độ cho phép, các nhà chức trách cho biết họ đang xả nước lũ tại 980 hồ chứa nước dọc theo sông Dương Tử, trong khi trên bề mặt họ tỏ ra do dự đối với việc thực hiện quyết định xả nước bên trong đập Tam Hiệp, cho dù mực nước trong hồ đã vượt qua 2 mét so với chuẩn an toàn. Mặc dù vậy, cư dân mạng gần đây đã chia sẻ một video cáo buộc chính quyền đã bí mật xả nước đập mà không thông báo trước, đe dọa hoàn cảnh sống của người dân. Ông Wang đang kêu gọi những người sống gần con đập Tam Hiệp chuẩn bị các phương án để tự bảo vệ mình trong trường hợp xấu. Ông nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm về việc đập vỡ và mọi cái chết chỉ là một con số đối với chế độ này. Ông Chen, một người dân ở tỉnh Tứ Xuyên, lo lắng rằng một điều gì đó thảm khốc hơn có thể xảy ra với Trung Quốc trong tương lai vì sai lầm trong quản lý của chính quyền, chính phủ đã biến đập này thành một dự án trình diễn. Ông Wang nói với Epoch Times, sau những hậu quả tai hại, người dân luôn là đối tượng lãnh hậu quả nghiêm trọng.
Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Các diễn biến liên quan đến tình hình mưa lũ tại Trung Quốc chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi đến cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.